huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận chỉ tiêu thấp bất ngờ, tuyển Việt Nam làm lại từ số 0. Việc huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ được giao chỉ tiêu vào bán kết AFF Cup 2024 phản ánh hiện thực phủ phàng về sự sa sút của đội tuyển Việt Nam. Ký hợp đồng 2 năm với mức lương tương đương người tiền nhiệm Philippe Troussier, thuộc diện cao nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam, chỉ tiêu của huấn luyện viên Kim Sang-sik ở AFF Cup 2024 là bán kết. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ cần đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng là hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Chỉ tiêu này khiến dư luận phải đặt ra dấu hỏi về tình trạng hiện tại của bóng đá nước nhà. Đội tuyển Việt Nam liệu đã sa sút đến mức không thể tham vọng đến chung kết của giải đấu cấp khu vực? Mời huấn luyện viên ngoại chỉ để vào bán kết AFF Cup. Nhiệm vụ đầu tiên của huấn luyện viên Kim Sang-sik là dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại 2 trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Ông Kim Sang-sik và các học trò đấu với Philippines ngày 6 tháng 6 và Iraq ngày 11 tháng 6. Cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026 không nhiều. Mặt khác, đội tuyển Việt Nam chỉ có 1 tháng để chuẩn bị. Đây không phải lúc đội tuyển Việt Nam nghĩ nhiều đến đấu trường châu lục. Quyền tự quyết và cơ hội đi tiếp đã trôi xa tầm tay của đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ khó đòi hỏi cao về thành tích, có lẽ sự kỳ vọng chỉ nằm ở những thay đổi tích cực về lối chơi và tinh thần khi các cầu thủ có thầy mới. AFF Cup 2024 diễn ra vào cuối năm mới là giải đấu quan trọng để người hâm mộ chứng kiến rõ hơn quá trình chuẩn bị và xây dựng lực lượng, lối chơi cho đội tuyển Việt Nam. Ông có khoảng 6 tháng để nhào nặn hình hài ban đầu cho đội bóng, với chỉ tiêu là vào đến bán kết. Trong 5 kỳ AFF Cup gần nhất, đội tuyển Việt Nam vào bán kết 3 lần, chung kết 2 lần, vô địch 1 lần. Huấn luyện viên ngoại gần nhất không thể đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng giải đấu là Edson Tavares, cách đây tròn 20 năm. Đối với người hâm mộ, góp mặt ở bán kết giải khu vực được coi là thành tích tối thiểu, đương nhiên phải đạt được đối với các huấn luyện viên ngoại của đội tuyển Việt Nam. Đương nhiên không phải lúc nào VFF cũng ép chỉ tiêu buộc đội tuyển Việt Nam phải vô địch, nhưng đích đến tối thiểu để thỏa mãn người hâm mộ luôn là trận chung kết. Cách đây 1 năm, dù huấn luyện viên Troussier được kỳ vọng xây dựng lại nền móng cho đội tuyển Việt Nam nhưng ông vẫn được giao nhiệm vụ vào đến chung kết. Có thể hiểu rằng, ông Kim Sang-sik an toàn nếu đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng, chuyện vốn rất hiển nhiên trong 20 năm qua. Ở khía cạnh thành tích thể thao thuần túy, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang nhận định mức KPI thấp hơn so với người tiền nhiệm. Trong khi đó, về mức lương, nhà cầm quân người Hàn Quốc hưởng chế độ tương đương những gì ông Troussier từng được nhận. Như vậy, sau khi thất bại với tầm nhìn World Cup ngay ở bước đầu tiên, đội tuyển Việt Nam quay trở lại điểm xuất phát còn thấp hơn cả thời điểm cách đây 1 năm. Chỉ tiêu thành tích bất ngờ hạ xuống chưa bao giờ là tín hiệu tích cực với một đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Kim Sang-sik việc nhẹ lương cao. Trên lý thuyết, ông Kim Sang-sik có vẻ như đang ở thế việc nhẹ, lương cao. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, việc VFF không kỳ vọng cao hơn cho đội tuyển Việt Nam không phải không có cơ sở. Chỉ tiêu thấp hơn trước không đồng nghĩa với việc dễ đạt được. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có một vài lợi thế như công ty đại diện hiểu tình hình nội tại của bóng đá Việt Nam, từng có kinh nghiệm thành công với huấn luyện viên Park Hang-seo cũng là người Hàn Quốc. Hơn nữa, sau 1 năm nhiệm kỳ của huấn luyện viên Troussier, bóng đá Việt Nam gần như chạm đáy về kỳ vọng. 3 trận thua liên tiếp trước Indonesia cho thấy đội tuyển Việt Nam lép vế khi so với đối thủ này ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, Thái Lan vẫn được coi là anh cả của khu vực, ở vị thế ứng viên vô địch. Người hâm mộ nhận thấy điều đó và đương nhiên VFF, với đội ngũ chuyên môn, trong đó có cả hội đồng huấn luyện viên quốc gia, cũng không thể không nhìn ra. Đội tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn thoái trào thường thấy sau chu kỳ thành công. Huấn luyện viên Kim Sang-sik phải bắt đầu từ con số 0. Với chỉ tiêu bán kết AFF Cup, người hâm mộ phải chấp nhận sự thật rằng đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên mới có xuất phát điểm ở vị trí tụt lùi. Ông Kim vừa phải tận dụng di sản ít ỏi của người tiền nhiệm Philippe Troussier, vừa phải cố phục hồi những nguyên liệu đã cũ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Khi VFF hạ sâu mục tiêu cho tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam có nghĩa rằng đơn vị này không tự tin vào thành tích trong tương lai gần của đội tuyển. Tuy nhiên, đừng nhầm tưởng rằng ông Kim Sang-sik sẽ có việc nhẹ lương cao. Thậm chí, so với chỉ tiêu chung kết, chỉ tiêu bán kết còn mang đến nhiều nguy cơ hơn khi thất bại. nếu ông Kim Sang-sik không đạt được mục tiêu vào bán kết giải đấu, chiến lược gia này phải đối mặt với nguy cơ mất việc ngay lập tức. Bóng đá Việt Nam cần thời gian để trở lại, nhưng sự kiên nhẫn là có giới hạn. Nếu chỉ tiêu là chung kết, thực tế dừng bước ở bán kết, có nhiều yếu tố cần bàn đến. Tuy nhiên, chỉ tiêu là bán kết cũng không đạt được thì lại là câu chuyện khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.